Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn làm nốt cái bài về câu số 2, cái dạng cuối cùng, đó là về cái bài toán về người du lịch. Thì để giải bài toán này thì cách giải thì các bạn nhìn vào một cái ví dụ, rồi các cái bài sau các bạn nhìn làm tương tự thôi. Thì đến cái lúc thi thì nó chỉ có tầm khoảng 3 bước là cùng, cho nó không dài như cái ví dụ của mình đâu. Thì nó sẽ cho như sau. Đầu tiên người ta sẽ cho các bạn một cái mã trận như sau. Vô cùng. Lúc đi thi chắc là chỉ có đến tầm khoảng ma trận 4x4 là cùng, chúng nó chả bao giờ nó lên đến 5-6 đâu. Vô cùng 20 năm, 40 năm, 14, 32, 24, 9, vô cùng. Nếu mà trong bài thi cái chỗ này là 0 thì các bạn cũng nhớ là cái chỗ là 0 nó sẽ không phải là cái số 0 bình thường. Mà cái số 0 đấy có nghĩa là nó chỉ, các bạn cứ ngầm hiểu nó sẽ là vô cực nhá, chứ nó không phải là cái số 0, 0, 1, 2, 3 đâu nhá. Vô cực là 16 này, 2, 3, 4, 2, 3, 2, 2, 11, vô cùng 3, 3, 7, 0, 2, 3, 14, 27, vô cùng 20, 21, 14, 44, 29, 46, vô cùng 3, 25, 3, 4, 7, 8, vô cùng. Đây, ở trong đề bài người ta sẽ cho các bạn một cái ma trận ở bên trong này. Còn đâu các chỉ số các bạn tính đánh ABC hoặc các bạn đánh 1, 2, 3, 5, 6 thì tùy các bạn. Thì đầu tiên để giải được bài này thì các bạn sẽ cách làm như sau. Đầu tiên là chúng ta sẽ rút gọn theo hàng và rút gọn theo cột. Thì nếu mà bạn nào mà làm nhầm được thì các bạn rút cả hàng cả cột cùng lúc. Nhưng để tránh nhầm thì các bạn cứ rút theo hàng. Để rút theo hàng thì các bạn sẽ chọn ra cái phần tử có cái giá trị là nhỏ nhất ở trong cái hàng đấy. Thì các bạn nhìn cái hàng đầu tiên, cái giá trị nhỏ nhất sẽ là 14 đúng không? Thì các bạn sẽ viết 14 sang bên cạnh này. Cái tiếp theo, cái hàng số 2, các bạn sẽ được số 2 đúng không? Cái hàng số 3 có 0, đã 0 rồi thì trừ kiểu gì thì vẫn giữ nguyên đúng không? Thì không viết nữa. Tiếp theo đến hàng số 4 là chúng ta sẽ có 14, hàng số 5 của chúng ta sẽ có là 3, hàng số 6 của chúng ta cũng sẽ có là 3. Như vậy thì chúng ta sẽ suy ra, đây chúng ta gọi là cái mã trận C này. Chúng ta suy ra C của chúng ta sẽ bằng ở cái hàng tiếp theo sẽ là, một, hai, ba, bốn, năm, sáu, một, hai, ba, bốn, năm, sáu. Các bạn trừ lần lượt từng cái giá trị cho cái giá trị mà các bạn vừa viết ở ra bên cạnh á. Thì đầu tiên vô cùng trừ thì vẫn giữ nguyên đúng không? 25 trừ đi 14 thì sẽ bằng là 11 đúng không? 45 trừ 14 nó sẽ bằng là 31. 0 à 14 trừ 14 sẽ bằng là 0. 32 trừ đi 14 thì sẽ bằng là 18 đúng không? 24 trừ 14 sẽ bằng là 10 đúng không? Tiếp theo 9 trừ đi 2 là bằng 7, vô cùng trừ đi 2 là vô cùng, 16 trừ đi 2 là bằng còn 14, 2 trừ đi 2 là 0, 34 trừ đi 2 còn 32, 23 trừ 2 còn là 21. Tiếp theo hàng số 3 trừ đi 0 giữ nguyên. Đến hàng số 4 là 23 trừ đi 14 thì sẽ ra là 9 đúng không? 14 trừ 14 là 0, 27 trừ 14 thì bằng 13. Vô cùng 20 trừ 14 là bằng 6, 21 trừ 14 là bằng 7. Tiếp theo đến hàng số 5. Hàng số 5 14 trừ đi 3 là bằng 11, 44 trừ đi 3 là bằng 41, 29 trừ 3 là bằng 26, 46 trừ 3 là bằng 43. Vô cùng trừ 3 là giữ nguyên 0 trừ 3, 3 trừ 3 là bằng 0. 25 trừ 3 là bằng 22, 3 trừ 3 bằng 0, 4 trừ 3, 1, 7 trừ 3 là 48 trừ 3 là 5. Vô cùng. Các bạn sẽ cộng hết, các bạn sẽ suy ra được cái M nhá. M các bạn sẽ cộng hết cái giá trị mà các bạn viết vào. 14 cộng 2 cộng với lại cả 14 cộng 3 cộng 3 thì chỗ này 6 cộng 6 thì chỗ này chúng ta sẽ lên 20. 20 là 34, 34 là 36 đúng không? Như vậy M của chúng ta sẽ bằng 36. Sau khi rút gọn theo hàng xong thì các bạn rút gọn theo cột. Các bạn rút gọn tương tự.
các bạn xem nếu mà cái hàng nào có không, à, cột nào có không các bạn giữ, thì các bạn để nguyên, cái cột nào mà không có không thì các bạn sẽ rút gọn cho cái giá trị nhỏ nhất nhá. Thì chỗ này các bạn sẽ nhỏ nhất của nó sẽ là min, các bạn giữ gọn cho 7. Hàng này không rồi ok, là hàng này là 1 giữ gọn cho 1. Hàng này không rồi giữ nguyên, hàng này là 5 giữ gọn cho 5 này. Như vậy các bạn sẽ lại C tiếp này bằng 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Viết theo cột thì các bạn đã viết cột trước này, vô cùng này. 7 trừ 7 bằng 0, 22 trừ 7 là sẽ bằng là 15. 9 trừ 7 bằng 2, 7, 11 trừ 7 thì 11 trừ 7 là bằng 4. 22 trừ 7 là bằng 15 tiếp. Tiếp theo hàng này cột này giữ nguyên. Ba mốt trừ một là 30, 14 trừ một bằng 13, vô cùng 12 trừ một bằng 12, 6 trừ một bằng 25, 1 trừ một là bằng 0, hàng này giữ nguyên là 0, 0, 3, 3, vô cùng 4, 3 và 4. Đến cái cột tiếp theo là 18, 18 là 13, 32 trừ đi 5, 32 trừ đi 5 là bằng 27, 7 trừ 5 là 2, 6 trừ 5 là 1, vô cùng 0, 10, cái hàng này giữ nguyên 21, 0. 7, 0, vô cùng. Các bạn lại cộng hết cái giá trị của cái chỗ mà các bạn vừa viết min của cột ra, các bạn cộng vào giá trị 36 thì các bạn sẽ thu được là 36 là 41, 42, 42 là ra 49 đúng không? Sau khi rút được 49 này rồi thì các bạn sẽ tính như sau. Tính giá trị min hàng và min cột cho từng cái giá trị 0 lấy 1. Thì có nghĩa bây giờ các bạn lấy cái số 0 này, các bạn tính lần lượt cho tất cả số 0 nhá. Bây giờ các bạn, ví dụ các bạn, nếu mà các bạn chưa nhìn quen, nếu các bạn tính cho số 0 này thì các bạn cứ thay là bằng một cái chữ A đi chẳng hạn. A này, các bạn cộng min hàng, cộng bạn min cột thì các bạn sẽ ra được cái giá trị của cái chỉ số 0 này. Min của hàng chỗ này sẽ là 10, cộng với lại cả min của cột sẽ là 0 đúng không? Như vậy chỗ này các bạn sẽ là 0. Cái chỗ A này mình viết vào đấy cho các bạn, nếu bạn nào mà không làm quen thì các bạn sẽ cách làm nó sẽ như thế. Còn đâu làm quen rồi thì các bạn cứ bỏ qua cái dấu các bạn đang set là được. Tiếp theo đến số 0 này, min hàng sẽ là 2, min cột sẽ là 0, như vậy giá trị của chúng ta sẽ là 2. Tiếp theo đến cái số 0 này, min hàng là 0, min cột là 0, giá trị của nó sẽ là 0. Tiếp theo đến số 0 này, min hàng của nó sẽ là 2, min cột của nó sẽ là 0, như vậy chúng ta sẽ có là 2. Tiếp đến là số 0 này thì min hàng của nó sẽ là 0, min cột của nó sẽ là 0. Ở đâu? Min hàng của nó sẽ là 0 này, min cột của nó sẽ là 1, như vậy giá trị của chúng ta sẽ là 1. Đến số 0 này, min hàng, min cột đều là 0, như vậy giá trị sẽ là 0. Tiếp đến cái này sẽ min hàng, min cột của nó sẽ là 12. Tiếp đến cái dấu 0 này thì sẽ min hàng, min cột của nó sẽ là 0 này, 1 này, sẽ là 1. Sau khi tính hết được các cái chỉ số này thì các bạn sẽ chọn ra cái chỉ số. Đây, cái chỉ số của 0 là lớn nhất. Chỉ số của 0 là lớn nhất thì chỗ này các bạn xem, chỗ này là 12 đúng không? Nếu mà trong trường hợp có hai cái chỉ số 0 bằng nhau thì các bạn thích chọn cái nào thì tùy. Đây, các bạn sẽ chọn cái này thì các bạn gạch luôn vào trong bài cũng được. Chọn ra cái này sẽ là 1, 2, 3, 4, 5, 6. Các bạn đọc cái vị trí thì các bạn sẽ đọc hàng trước cột sau nhá. Như vậy, chọn cung 6, 3 làm phân tập hành trình thành hai nhánh. Ta có làm hai nhánh thì chúng ta sẽ có cái C36. Có nghĩa các bạn chọn 63 rồi thì các bạn sẽ cho lại cái 36 thành vô cùng nhá. C36 của chúng ta thành vô cùng. Đường đi hiện tại sẽ là gì ạ? Sẽ là 63 đúng không ạ? Tiếp đến, các bạn sẽ vẽ lại ra một cái C tiếp theo. Các bạn bỏ đi cái hàng 6 và cột 3. Thì sẽ là 1, 2. Bỏ đi cái cột số 3 thì sẽ là 4, 5, 6 đúng không? 1, 2, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Tại vì đã bỏ đi cái hàng số 6 rồi đúng không? Đầu tiên là chúng ta sẽ cho cái C36 bằng vô cùng đi đã. 36 bằng vô cùng này. Sau đó các bạn sẽ viết lại. Vô cùng 0, 15,
2, 4, 11, vô cùng, 11, 0, 41, 0, 0, 33, vô cùng, 43, 13, 27, 2, 1, vô cùng, 10, 21, 7, 0. Cách làm tương tự như lẫy, các bạn hãy rút gọn theo hàng. Rút gọn theo hàng rồi các bạn rút gọn theo cột. Các bạn lại rút gọn theo hàng và các bạn rút gọn theo cột nhá. Thì đầu tiên là các bạn rút gọn theo hàng trước. Cái này có không rồi bỏ qua. Có không bỏ qua. Cái này sẽ rút gọn cho min min hàng là 2 này. Xong cái này rút không rồi bỏ qua. Cái này không rồi bỏ qua. Như vậy chúng ta sẽ suy ra được cái C của chúng ta sẽ bằng. C tiếp theo của chúng ta sẽ... C tiếp theo của chúng ta sẽ bằng là 1, 2, 4, 5 và 6. 1, 2, 3, 4, 5 sẽ là vô cùng này 11. Thôi chỗ này viết xuống đây cho nó dễ nhìn nhá. C bằng 1, 2, 4. Mình vừa một tay cầm điện thoại và một tay viết như này, không thể nhìn hai cái cùng một lúc được. Với lại cái nhìn nó rất là xấu. Thì các bạn nhìn, các bạn vừa nghe các bạn vừa xem chữ nhá. 13456 13456. Thì chỗ này sẽ 36 sẽ bằng vô cùng rồi này. Thì bây giờ sẽ trừ này. Vô cùng 11 0 13 và 10 0 vô cùng 0 27 21. Chỗ này trừ này, 13 11 trừ 2 là bằng 9, 33 trừ 2 là bằng 31, 2 trừ 2 là bằng 0, vô cùng trừ 2 là bằng vô cùng. 20 vô cùng 1 7 4 41 43 vô cùng 0. Các bạn hãy cộng vào m thôi. M lúc nãy là bằng 49, m cũ của nó sẽ bằng là 49. Bây giờ các bạn cộng 2m của nó sẽ ra là 51. Sau khi rút gọn theo hàng xong thì các bạn hãy rút gọn theo cột. Thì cái này có không rồi thì bỏ qua, cột này có không 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 lại bỏ qua lốt. Như vậy thì trong trường hợp này chúng ta không cần phải rút gọn theo cột nữa. Sau khi đã rút gọn theo hàng, rút gọn theo cột thì chúng ta sẽ tính ra cái chỉ số không mắc. Thì các bạn sẽ tính tương tự thôi. Nếu không biết làm thì thay cái này thành A rồi cộng min hàng min cột vào. Bây giờ cái này sẽ là min hàng sẽ là 0 này, min cột của nó sẽ là 10. Như vậy chúng ta sẽ là 10. Min hàng của nó sẽ là 2, min cột của nó, min hàng nó sẽ là 0, min cột của nó sẽ là 2. Như vậy giá trị của đây nó sẽ là 2. Chỗ này sẽ min hàng và min cột sẽ là 0, giá trị của nó sẽ là 0. Chỗ này là min cột của nó là 1, min hàng của nó là 9. Chỗ này chúng ta sẽ ra là 10. Tiếp theo chúng ta sẽ cái min cột của nó sẽ là 2, min hàng ở đâu? Min cột của nó sẽ là 9, min hàng của nó sẽ là 1. Như vậy chúng ta sẽ có là 10. Tiếp theo đến số 0 này thì min cột của nó sẽ là 7, min hàng của nó sẽ là 4. Như vậy chỗ này chúng ta sẽ có là 11. Như vậy cái cung của chúng ta chọn tiếp theo đó là cái cung 56 đúng không? Chúng ta sẽ chọn cung 56 làm phân tập hành trình. C 6 5 bằng vô cùng. Đường đi là lúc lẫy đường đi của chúng ta là 63 rồi đúng không? Bây giờ chúng ta có 63. Chúng ta có 56. Rồi ok. Thì bây giờ sau khi vẽ xong thì các bạn lại vẽ lại cái ma trận của chúng ta xuống. Vẽ lại ma trận xuống mà chúng ta bỏ đi hai cái hàng và cái cột mà chúng ta vừa chọn. Chúng ta có 1 2 4 và 5. Chúng ta có 1 2 3 và 4. Chúng ta đầu tiên là chúng ta sẽ cho cái C 65 bằng vô cùng. Mà trong đây 65 không có thì chúng ta sẽ bỏ qua. Bây giờ chúng ta sẽ viết lại là sẽ vô cùng 0, 13, 2, 11, vô cùng 9, 0, 0, 0, 31, vô cùng 13, 27, 0 và 1. Bây giờ các bạn lại giữ ở M của chúng ta sẽ bằng là 51. Các bạn sẽ rút gọn theo hàng mà các bạn sẽ rút gọn theo cột. Hàng có không, hàng có không, có không, có không. Như vậy không cần rút gọn theo hàng. Cột có không, có không, có không, có không. Như vậy các bạn cũng chẳng cần rút gọn theo cột. Như vậy bây giờ các bạn sẽ tính chỉ số mắc của không ở trong cái tiếp theo này. Không này thì sẽ min cột sẽ là 0, min hàng sẽ là 11.
không này sẽ là min, cột min hàng sẽ là không, giá trị của nó sẽ là không. Đến cái không này thì sẽ là 2, không thì sẽ là 2. Cái số 0 này thì sẽ là 1 này, 9 này, chỗ này sẽ là 10. Thì cái số 0 này thì sẽ là 9 này, 1 này, chỗ này sẽ là 10. Bây giờ trong cái trường hợp này á, thì sẽ có hai cái giá trị. À đâu, cái giá max này là 11 rồi đúng không? 11 này chúng ta sẽ chọn chọn cái cung 14. Chọn cung 14 thì chúng ta sẽ viết tiếp thôi. Chọn cung 14 làm phân tập hành trình. Thực ra thì trong cái lúc mà các bạn làm bài á, thì các bạn cần phải xét thêm một cái nữa là xem trường hợp nó có tạo thành chu trình con hay không. Nhưng mà trong đề thi mình làm từ 2-3 năm nay là chả bao giờ có trường hợp mà nó có tạo thành chu trình con cả. Cái tạo chu thành chu trình con, ví dụ như các bạn có 6-3, các bạn có 3-6, 3-5, xong các bạn chọn tiếp ra cái 5-6 chẳng hạn, thì các bạn thấy 6-3 xong rồi 3-5-5-6 nó có phải tạo thành một cái vòng tròn này đúng không? Như vậy thì sẽ tạo thành chu trình con. Đấy là có nghĩa là các bạn xét xem là trong trường hợp các bạn thêm các cái trường hợp mới vào nó tạo thành chu trình con hay không. Đấy là cách xét nhá. Nếu mà các bạn biết nó tạo thành một vòng tròn như thế thì chúng ta sẽ kết thúc, chúng ta không làm nữa. Thì đấy là cái lưu ý thêm thôi. Bây giờ chọn cung 14 là phân tập hành trình, thì chúng ta sẽ có cung C41 của chúng ta sẽ bằng là vô cùng. Và hành trình của chúng ta sẽ là hành trình sẽ là 63, sẽ là 56, sẽ là 14. Và chúng ta sẽ lại viết lại thôi. Một, hai, năm, hai, ba và bốn. Đầu tiên 41 bằng vô cùng đã. Đây, 41 bằng vô cùng đã. Xong rồi chúng ta sẽ viết lại. 0, 13, vô cùng, 9, 0, 27, 0 và 1. M của chúng ta sẽ bằng là 51. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ lại rút gọn theo hàng, rút gọn theo cột. Hàng của 0, hàng của 0, hàng của 0, không phải rút gọn theo hàng. Cột của 0, cột của 0, cột của 0, không phải rút gọn theo cột. Như vậy chúng ta lại tính chỉ số 0 mà chúng ta không cần phải tính theo hàng theo cột gì cả. Rồi, bây giờ là đến cái chỉ số 0 nhá. Chỉ số 0 thì min hàng là 27 đúng không? Min cột đó là 13. Thì chúng ta sẽ tính ra là 13 cộng với lại cả 27 của chúng ta sẽ ra là 40 đúng không? Tiếp theo đó là min hàng, min cột chúng ta sẽ ra đó là 10. Min hàng, min cột của chúng ta sẽ ra 27 cộng với lại cả 13 là chúng ta cũng lại ra đâu 1 cộng với 13 chúng ta ra 14 này. Như vậy chúng ta sẽ chọn tiếp cái cung đó là cung 21. C12 sẽ bằng vô cùng, hành trình sẽ là hành trình thì các bạn chép cái hành trình cũ thêm hành trình mới đây vào, đó là 63, 56, 14 và 12, đâu 21. Các bạn vẽ lại trên cái mã trận trên xuống, ta sẽ có 2, 5, 3 và 4, đúng không ạ? Thì 12 không có thì chúng ta không cần phải cho bằng vô cùng nữa, chúng ta sẽ có 9, 1 và 0, 0, đúng không ạ? Thì khi các bạn làm đến cái ma trận mà nó còn cái cấp 2 như thế này thì các bạn sẽ chọn cái giá trị, nếu mà có một cái hàng chéo là hai cái số 0 hoặc là cái hàng chéo hai cái vô cùng thì các bạn không chọn nha. Thì các bạn sẽ chọn cái đi theo các cái giá trị số này. Nếu mà trong trường hợp mà có 0 như này thì các bạn sẽ chọn cái số 0 ưu tiên hơn cái số vô cùng. Thì trong trường hợp này thì các bạn sẽ chọn hai cái chỗ này, các bạn thích chọn cái nào trước thì chọn. Thì mình sẽ chọn cái cung 32 sau đó đến cung 45 nhá. Thì ma trận còn bậc 2 suy ra chọn, ta chọn hai cung còn lại như sau. Ba, hai,
và 4 năm. Chi phí bây giờ nhá, nếu mà trong trường hợp các bạn nhìn cái chỗ này này, trong trường hợp mà có hai cái số 0 này thì cái chi phí của chúng ta mới là chi phí của chúng ta là bằng 51 đúng không? Chi phí của chúng ta bằng 51, nếu mà có hai cái số 0 như thế này thì các bạn vẫn giữ nguyên là 51, nhưng mà nếu trường hợp là có các cái vẫn còn các cái giá trị số khác không thì các bạn sẽ cộng vào. Như vậy chi phí của chúng ta sẽ cộng thêm với lại cả 9 cộng thêm 1, như vậy thì chi phí của chúng ta m của chúng ta sẽ bằng là 61 đúng không? Nhớ nhá, chỗ này mà khác không thì cần phải cộng thêm vào nhá. Vậy đường đi, đường đi sẽ là cũ của nó sẽ là đâu nhỉ? À đây, cũ của nó đây. 6356 6356 14 21 32 45. Để mà biết các bạn làm đúng hay làm sai thì các bạn sắp xếp lại. Sắp xếp lại đường đi. Sắp xếp lại đường đi thì đầu tiên là 63 này. 63 thì các bạn xem tiếp theo, cái đỉnh tiếp theo là 3. 63 thì tiếp theo là gì ạ? 32. 32 rồi tiếp theo là 2 gì? 21. 1 rồi tiếp theo là 1 gì? 14. 4 rồi tiếp theo là 4 gì? 45. 45, 5 rồi tiếp theo là gì? 56. Các bạn xem sau khi các bạn sắp xếp hết cả các đỉnh này và cái đỉnh đầu và cái đỉnh cuối là hai cái nó trùng nhau á thì là ok. Về chi phí là m bằng 61. Như vậy là kết thúc về cái bài toán người du lịch ở đây.